chào mọi người. Thì mọi người xem đây, mình có dưa leo. Dưa leo được 3 tầng, 4 tầng, gần 4 tầng. Mà bây giờ mọi người coi nè. Trái thì rất là nhiều. Mà giờ nó thúi. Không có trái là không có đậu được. Rất là ít. Đậu rất ít, trái thì nhiều, dây mỗi dây là mỗi trái luôn. Mỗi dây mỗi trái luôn. Mỗi mắt mỗi trái, trái rất là nhiều luôn. Nhưng mà nó không có đậu. Giờ hôm nay á mà hôm nay tôi muốn chỉ cho mọi người cách mà để cho dưa leo mình đậu trái hiệu quả, chứ bây giờ để trồng thì ra trái nhiều mà không đậu thì nó uổng dữ lắm. Mỗi mắt mỗi trái, mắt nào cũng có, mắt nào cũng có trái. Có một số trái thì nó mang trái nhiều mình không đậu, thì nguyên nhân chính ở đây đó là do cái bông cái nó quá nhiều, nó không, trời mưa nó không thụ phấn được, cho nên là mình phải thụ phấn cho cây. Thì bữa nay chúng ta tiến hành thụ phấn cho dưa leo ha. Để thụ phấn thì chúng ta sẽ lấy cái ta lấy cái bông đực rồi ta bỏ hết cái cánh hoa của nó, rồi bỏ hết cánh hoa của nó. Bỏ hết cánh hoa. Ở đây ta thấy cái phần nhị của nó nè, ta lấy cái nhị này nè, ta chấm vô cái bông cái. Ta chấm vô cái bông cái ha. Thì để làm được cái chuyện này á, thì mọi người làm vào buổi sáng, buổi sáng sớm mới được ha, buổi chiều ta làm không được. Đây là buổi chiều á, thì bông nó bị ốp lại, chúng ta là không làm được nha. Đó, chúng ta sẽ chấm vô như thế. Đây là cái bông cái của mình nè. Bây giờ chúng ta tiến hành ta thụ hết rồi phấn cho cái vàng dưa leo của mình nha. Bông cái mình mới vừa thụ phấn nè. Thì mọi người hãy theo dõi sự phát triển của cái trái dưa leo mà thụ phấn theo cách này ha. Mình ta thụ phấn úp cái bông bịch lên.